kính chào quý các bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Và buổi sáng ngày hôm nay thì em mình sẽ di chuyển đi vào trong gia đình các cháu mồ côi, xây căn nhà tình thương quý các bác. Ngày hôm qua thì mưa rất là to, nên là hiện tại thì con sông cũng như là con suối ở đây nước chảy rất là xiết và rất là to nhé. Hiện tại thì em mình sẽ phải đi qua đấy, con sông này rồi là mới đến nhà các cháu mồ côi. Đấy, khá là xiết ạ. Đấy, nước này thì chảy rất là xiết nhé. Em mình đi qua còn sắp không đi được rồi. Đấy, nước khá là to, đi cũng rất là nguy hiểm cô chú ạ. Và em mình cũng xin mời tất cả cô chú anh chị theo chân em mình đi vào trong nhà các cháu mồ côi để mọi người có thể hình dung được căn nhà tình thương của các cháu nhé, cô chú anh chị. Bây giờ thì em mình không thể đi qua được rồi, vì là dòng nước ở đây khá là xiết, em mình cũng không biết là phải đi kiểu gì nữa. Em mình cũng không biết bơi nên là cũng rất là ngại về cái con sông này. Đấy, ui ui, rất là xiết luôn cô chú ạ, đến đầu gối em mình rồi. Đấy, rất là xiết luôn ạ. Em mình cũng rất là ngại nhưng mà phải cố gắng đi qua thôi, vì là cũng không biết làm sao được, không có con đường đi qua ấy. Đấy, cuối cùng đã qua rồi. Đấy, lúc nãy em mình từ đầu bên kia ra đây nhé. Đấy, con đường ở bên kia. Đấy, bây giờ thì em mình sẽ di chuyển đi vào. Em mình cũng xin mời tất cả cô chú anh chị cùng em mình đi vào nhé. Thưa quý cô bác, hiện tại thì em mình đã đến căn nhà tình thương của các cháu mồ côi rồi nhé. Hiện tại căn nhà thì đã hoàn thiện xong 100% rồi. Và còn những cái kính cửa sổ ở đây là do hôm qua trời mưa rất là to nên là các anh các khí cũng đã đi về rồi. Thì các anh em cũng đã nói với em mình là buổi sáng ngày hôm nay sẽ lại vào đây. Nhưng mà bây giờ thì còn rất là sớm nên là chắc là các anh em các khí vẫn chưa ăn sáng nhé cô chú ạ. Những cái kính cửa này thì cũng đã làm xong như thế này rồi. Đấy, cửa thì cũng đã làm xong rồi nhé. Cửa thì là cửa kính nên cũng rất là đẹp. Đấy, khá là đẹp cô chú ạ. Và cửa sổ bên này thì được làm bàn kính mờ nhé, vì là phòng ngủ thì phải làm bàn kính mờ. Đấy, cái này bên ngoài thì cũng bàn tôn rất là bền bỉ. Đấy, chống rỉ nhá, cái nhôm này thì không bao giờ rỉ được cô chú. Bên trong cửa sổ thì cũng được làm những cây sắt để ngăn ở trong, nên là rất là kiên cố, chắc chắn rồi. Đấy, không lo nhá cô chú ạ. Chào em Hoa. Đang làm gì đấy? Có nước để anh thử xem nào. Đấy, anh thử cho các cô chú nhìn xem nào. Em thử mở cho anh xem nào. Thử mở nước xem nào. Đấy, có nước rồi cô chú ạ. Đấy, nước chảy rất là xiết nhé. Đấy, hiện tại thì căn nhà thì cũng đã hoàn thiện như thế này rồi. Đấy, hoàn thiện 100% rồi. Đấy, cửa thì cũng đã làm xong. Các anh em cơ khí cũng đã mang ra đây rồi. Nhưng mà vì là hôm qua trời mưa to quá nên là sẽ dừng lại. Hôm nay sẽ tiếp tục vào đây để mà lắp ghép nhé cô chú ạ. Bây giờ em mình sẽ đưa cô chú đi vào trong nhà để cô chú có thể hình dung được căn nhà của các cháu mồ côi nhé. Đấy, căn nhà thì cũng được làm bếp lò đây rồi. Đấy, bếp lò thì rất là kiên cố và cũng có cái ống khói đi sang bên ngoài nên là rất là tốt nhé cô chú ạ. Đấy, những cái bức tường này thì cũng đã được sơn qua như thế này. Và trong này là phòng 8. Trong này là phòng 8 cô chú ạ. Cũng được làm bàn nhôm, đấy, cửa nhôm. Đấy, tất cả căn nhà thì cũng đều có cửa và cửa sổ nhé. Đây là cửa nhôm kính. Thì nhìn bên ngoài thì không nhìn thấy đâu ạ. Nhìn bên ngoài đi vào trong thì nó sẽ không nhìn thấy vì nó là kính rồi. Và bên này là bồn cầu nhé. Bên này là bồn cầu cũng có cả cửa nữa. Đấy, cửa thì bằng cửa nhôm nên là rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp và chắc chắn kiên cố nhé cô chú ạ. Trong này thì cũng là cái bồn cầu. Thì em mình cũng nói với các anh em thợ đấy, làm thì em mình cũng đã đi mua cái ống nước về để mà có thể xả được nhé. Đấy, bây giờ thì rất là ngon nghẻ rồi cô chú ạ. Bây giờ thì các cháu mồ côi có chỗ đi rồi. Bây giờ em mình sẽ đóng cửa lại nhé. Và bên bên này thì là quần áo đấy, phòng 8 nhé cô chú. Đấy, bây giờ thì em mình sẽ mở cho cô chú xem nhé. Ôi, nước chảy rất là to cô chú ạ. Đấy, quần áo của các cháu thì lúc nãy mẹ em Giang cũng như là con gái ấy, của em Giang quần áo còn rất là nhiều, còn chưa giặt.
Đấy là cái vòi hoa sen. Đấy. Đấy, vòi hoa sen nhé cô chú ạ. Đấy, nước chảy rất là to nhé. Nói chung là bây giờ thì mọi cái thiết bị trong nhà rất là đầy đủ rồi cô chú. Mọi cái thì đều như mong muốn rồi. Rồi em mình cũng rất là vui. Và trong căn nhà ấy, cô chú, căn nhà thì đều được sơn màu vàng hết rồi. Đấy, màu vàng rất là đẹp nhé. Đấy, bây giờ thì các cháu cũng dọn quần áo về đây. Hiện tại thì sẽ xem lại những cái quần áo mà không mặt thì sẽ để vứt đi. Sẽ còn những cái quần áo mà dùng thì sẽ để lại mặt nhé. Đấy, đây là cửa sổ. Thì các anh có khí cũng đá mang ra đây rồi. Nhưng mà các anh đi về rồi. Lát nữa các anh sẽ lại tiếp tục vào đây để mà lắc cửa nhé. Đấy, tiền cửa sổ và cửa thì tất cả những cái cửa sổ ấy là cửa là hết 10.470.000 đồng. Em mình xin thông qua cho cô chú anh chị có thể nắm bắt được. Bây giờ thì sẽ mở cửa cho sán nhé. Nói chung là không cần mở cũng sán rồi vì là cửa kính ấy cô chú ạ. Đấy, đây là những cái phòng ngủ. Phòng ngủ của các cháu mồ côi nhé. Đấy, có cả cửa kính mờ nhé cô chú ạ. Những cái cửa này thì nhìn rất là sang trọng và đẹp. Đấy, có những cái màu đỏ màu trắng này rất là đẹp cô chú ạ. Và đây là cửa sổ nhé. Hôm qua thì các cháu cũng đã dọn vào đây ngủ rồi. Nhưng mà hiện tại thì là chưa có giường nhé. Chưa có giường đâu. Vì là làm căn nhà thì cũng tốn rất là nhiều kinh phí rồi. Đây mình cũng đã kêu gọi được 124.960.000 đồng. Hiện tại thì cũng đã chi hết số tiền rồi. Đấy, tiền thì không còn nữa cô chú ạ. Cái giường thì em mình sẽ kêu gọi sau. Hiện tại thì cũng đã xong như thế này rồi. Đấy, thì bây giờ các cháu chỉ ngủ ở dưới đất thôi nhé cô chú ạ. Cũng có đệm rồi. Đệm thì ngày trước anh Vũ Việt Anh ở bên Úc cũng như là cô Vũ Thị Đào thì cũng đã tài trợ đệm và chăm cho gia đình các cháu rồi. Và gối nữa. Quần áo mặt cũng có rồi. Nhưng mà hiện tại là còn giường. Đấy, em mình cũng không biết nói gì hơn nữa. Em mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú, anh chị và mọi người đã luôn đồng hành kênh em mình để giúp đỡ các cháu mồ côi có căn nhà khang trang sạch đẹp như thế này. Em mình xin trân trọng cảm ơn. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Và còn những cái gọi là giường cũng như là những cái đồ dùng trong nhà thì em mình sẽ kêu gọi sau cũng được cô chú ạ. Vì là bây giờ thì cũng đã được tầm này rồi. Đấy, có gì thì em mình sẽ lại tiếp tục thông báo cũng như là nói lên trên kênh để cho cô chú nào thương thì có thể ủng hộ cho các cháu. Đấy, thì trong nhà thì mình cũng đã đưa cô chú anh chị đi xem một vòng rồi nhé cô chú ạ. Đấy, trong căn nhà thì rất là rộng, có cả nhà bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh cũng như là hai phòng ngủ khép kín và một phòng hở ở bên này nữa. Và bây giờ em mình sẽ đưa mọi người đi xem đằng sau nhà nhé cô chú ạ. Những cái cửa này thì rất là đẹp rồi. Đằng sau này thì em mình cũng lán hết làm xong, hãy gọn gàng cho các cháu nhé cô chú ạ. Đằng sau này thì cũng được lán xi măng hết rồi. Ngày hôm qua thì mưa khá là to ấy cô chú, nhưng mà cũng xây thế này rồi thì nước cũng đã chảy. Đằng sau căn nhà của các cháu mồ côi thì cũng có cửa sổ nhé cô chú ạ. Có cửa sổ và có ô thoáng, cũng như là căn nhà thì cũng đã được chát xong hoàn thiện và được quét một lớp xi măng tinh. Rất là kiên cố và chắc chắn rồi. Đấy, bây giờ căn nhà thì nhìn khá là đẹp và rộng và thoáng mát. Bởi vì là em mình cũng thiết kế căn nhà cũng như là có các cô chú Mạnh Thường Quân, quý khán giả cùng nhau đồng hành với em mình để mà thiết kế ra căn nhà này. Hiện tại căn nhà thì không có cột nhà nên là rất là tiện lợi cho cái sinh hoạt trong gia đình, không bị vướng. Còn đồng bào ở trên vùng cao này thì thường thường làm nhà thì sẽ làm một cây cột nhà thì nó sẽ rất là vướng nhé cô chú. Thì tiện đây thì em mình cũng xin thông qua cho cô chú biết thì cái số tiền mà em mình kêu gọi cũng như là các Mạnh Thường Quân đấy, đồng cảm với gia đình thương thì cũng đã chi hết rồi nhé cô chú ạ. Tổng số tiền là 124.960.000 đồng. Nhưng mà hiện tại thì em mình cũng đã chi hết số tiền rồi. Hết số tiền rồi, còn lại 400.000 thôi.
Đấy, hiện tại số tiền xây nhà thì làm nhà tất cả vật liệu cũng như là hoàn thiện căn nhà đấy, từ trước đến giờ là hết số tiền rồi. Đấy, còn lại 400.000 đồng, đấy, thưa cô chú. Và cái này thì cũng chỉ là em mình tính sơ qua thôi, có khi còn âm tiền cô chú ạ. Đấy, em mình chỉ tính sơ qua những cái vật liệu, còn những cái 1-2.000 gì đó thì em mình cũng dùng những cái số tiền nho nhỏ của em mình cũng như là giúp cho các cháu nữa. Đấy, nên là em mình cũng không tính toán nhiều nhé cô chú ạ. Nhưng mà cái bản này là bản em mình tính sơ qua thôi. Đấy, em mình sẽ làm riêng một cái video để mà công khai tài chính cũng như là công khai những cái số tiền, những cái vật liệu mà em mình mua nhé. Vì là những cái số tiền này thì em mình chỉ thông qua như thế này thôi. Đấy, lần sau em mình sẽ ra một cái video gọi là công khai tài chính. Tất cả những cái thứ mà em mình mua, 1-2.000 em mình cũng sẽ công khai lên hết tất cả. Và những cái đồ gì thì em mình mua em mình cũng sẽ nói hết ra tất cả cho cô chú anh chị mọi người có thể nắm bắt và hình dung được. Hiện tại thì nói chung là mọi thứ cũng đều được như mong muốn. Tết nước có, mọi cái có. Những cái công sức cũng như là tiền nong của Mạnh Thường Quân, công sức của em mình ra giúp đỡ các cháu thì đều rất là tốt đẹp, thành công tốt đẹp thôi. Vì là làm Tết nước này mọi cái rồi thì anh em cũng cùng nhau để mà cố gắng làm. Nếu mà tính sau đó tính toán thật sự là những căn nhà như thế này thì nó sẽ mất rất là nhiều tiền nhá. Nhưng mà cũng nhờ cái sức của các cháu mồ côi, của em Bình, rồi là của các cô các chú cùng nhau giúp đỡ hàng xóm nữa, nên là cái căn nhà thì làm hết hoàn thiện như thế này thì hết 124 triệu nhá cô chú ạ. Những cái cột này thì em mình cũng đã chắt hết rồi. Đấy, lần trước thì cũng làm gạch nhưng mà cũng đã bổ sung thêm vứa rồi là xi măng, em mình cũng đã chắt hết để cho mà nó kiên cố hơn đấy. Thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay thì em Anh cũng như là em Lý thì cũng đã đi học rồi. Và hiện tại thì còn lại em Răng, em Hoa và con gái em Răng và mẹ em Răng thì đang ở nhà nhé cô chú. Thì gia đình thì cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý Mạnh Thường Quân. Nên là bây giờ em mình sẽ chuyển cái mic đến cho gia đình để gia đình gửi lời cảm ơn đến tất cả quý Mạnh Thường Quân và mọi người nhé. Đấy, bây giờ thì em mình sẽ đưa mic cho em Hoa và em Răng. Đấy, mọi người sẽ cùng nhau cảm ơn đến với cô chú nhé. Đấy, anh gửi cái mic ở đây nhé. Cháu xin chào tất cả quý cô bác anh chị. Và cháu xin thay mặt cho gia đình cháu gửi lời cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị đã xây một căn nhà tình thương cho gia đình cháu. Và gia đình cháu rất vui và cháu chúc tất cả quý cô bác luôn đạt thành tích tốt trong cuộc sống và luôn hạnh phúc. Thế phô tê nì pê 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 ối lưu vè lưu chê lô pê cháu nị tương chủ nhỏ ế. Để lúc giáo viên ổn thì chờ, hẹn lúc bệnh thì chờ thế nào đó, sẽ đã nhắc giống một giáo sĩ. Ít bởi vì chờ xong đó, là giống, là cái giáo giống nào đó. Lúc đấy thì mẹ em Giang cũng như là em Hoa cũng có gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị rồi. Thì như là lúc đấy em mình cũng có nói qua, cũng như là đi qua ấy, thì em mình cũng đã nói rồi. Bây giờ thì nước mọi thứ thì rất là đầy đủ nhá. Ở bên này thì nước chảy cả ngày và trên kia là tét nước. Tét nước thì cũng đặc ở đấy nên là nước chảy rất là xiết và rất là to nhá. Có cả ống khói nữa rồi cô chú anh chị ạ. Bây giờ thì nói chung thì căn nhà cũng đã hoàn thiện hết rồi. Cũng đã sơn màu rất là đẹp. Ngày hôm qua trời mưa to quá nên là ở cái phần chân thì cũng ướt nhưng mà không sao. Căn nhà thì chắc chắn là mưa thì phải ướt rồi. Bây giờ thì còn những cái cửa sổ cũng như là cửa thì lát nữa thì các anh em có khí sẽ ra đây để mà lắp đặt hoàn thiện cho các cháu nhé. Đấy, thì bây giờ thì mọi thứ thì cũng xong xuôi rồi. Đấy, không có cái gì rồi. Đấy, căn nhà thì đều đã có điện. Đấy, em mình cũng đã đi mua điện. Rồi là mọi thứ bóng đèn điện rất là đầy đủ để cho gia đình các cháu mồ côi. Đấy, phòng thì cũng có phòng hết rồi nhé. Như là lúc nãy em mình cũng có nói qua là không có giường. Đấy, cô chú anh chị nào mà thương thì có thể cho các cháu ba cái giường ấy. Cô chú anh chị nào mà thương muốn tài trợ thì có thể liên hệ với em Bình qua số điện thoại 0375549786 0375549786.
Hiện tại thì căn nhà đã hoàn thiện hết rồi. Đấy, Tết thì cũng sắp đến, còn 20 ngày nữa thôi là sẽ đến Tết Nguyên Đán. Lúc đó thì em mình cũng sẽ phải đi Tết và gia đình cũng có căn nhà đẹp, căn nhà mái ấm gia đình để mà đón Tết nữa rồi. Đấy, mọi người chúng ta đều rất là vui mừng và phấn khởi khi các cháu đã có căn nhà. Em mình cũng xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đến tất cả quý mạnh thường quân, quý khán giả đã luôn quan tâm và ủng hộ cho các cháu mồ côi cũng như là luôn đồng hành với em mình để đi giúp bà con khó khăn. Và em mình làm xong cái hoàn cảnh của các cháu rồi, cũng như là giúp đỡ được cho các cháu có căn nhà mới, có cơm ăn áo mặc, có chăn nuôi, có lợn, có chuồn, chăn trại. Đấy, em mình rất là vui rồi. Sau đó em mình sẽ lại tiếp tục đi chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn khác nữa. Lá lành đùm lá rách, chúng ta hãy yêu thương nhau trong những lúc có thể, cũng như là trong những lúc khó khăn nhất, hãy thương yêu nhau, cô chú. Ngày hôm nay thì trời mưa khá là to nhé. Con đường đi vào trong sang bên kia ấy, thì cũng đã được làm như thế này rồi. Đấy, cũng đã được làm bàn gạch, cũng như là đường đi thì cũng đã được đổ bê tông đi hết rồi nhé cô chú ạ. Còn ở dưới này là cái ao cá, vì là lúc trước cũng đi xẻ gỗ về để mà làm nhà các cháu ấy, để được bát giáo. Thì hiện tại cũng để gỗ ngâm ở trong nước. Thì nghe các cụ nói là lấy gỗ ngâm vào trong nước thì gỗ nó mới cứng, không bị con sâu nó ăn, không bị mục, nên là sẽ ngâm một thời gian rồi là sẽ lấy ra hết nhé cô chú ạ. Và còn những cái cây này cũng đi lấy về để mà trồng ở đây, bởi vì là gia đình thì cũng có hai cái bồn hoa ở đây, hai cái cây cảnh rất là đẹp nhé. Còn cái bên này thì em Giang ơi, em vào đây anh chỉ cho em tí. Những cái khu vực bên này ấy, là ngày trước làm cái lán cho các cháu ở, hiện tại thì cũng không dùng đến nữa. Thì lát nữa em mình sẽ nói với các cháu để mà dỡ hết ra. Một tí em dỡ hết ra nhé. Ừ, em dỡ hết ra để mà gọn gàng ấy. Dỡ hết cả những cái cột này nữa. Những cái bạt này thì không dùng đến rồi thì gia đình em hãy rửa sạch cho anh nhé. Hãy rửa thật sạch, rửa sạch rồi là mình gấp, khi nào dùng cái gì là mình được dùng. Hiểu chưa? Ừ. Còn những cái cây sắt này là em cấp gọn gàng cho anh nhé. Đừng có cho nó thẳng đứng sợ nó rơi vào đầu các cháu nhé. Cho nó nằm xuống đất thôi. Đấy. Còn hai cây sắt còn phải dùng đấy. Đấy, khi nào dùng gì thì anh sẽ nói với em nhé. Đấy, còn thừa hai cây sắt nữa cô chú ạ. Đấy, một tí bây giờ thì trời cũng không mưa rồi, một tí nữa gia đình em làm luôn nhé. Dọn dẹp hết, vì bây giờ căn nhà rất sạch sẽ nên là phải dọn dẹp hết nhé. Đấy, bên kia là cái bến rửa chén, rửa chén cho gia đình nhé. Còn sân thì rất là đẹp rồi. Đấy, hôm qua cô chú có thể nhìn thấy trời mưa khá là to, nhưng mà cũng không động lại nước nhé, nước cũng chảy hết ra rồi, nên là rất là tốt đấy cô chú ạ, không có một hạt nước nào cả. Cái này là chỗ rửa bát chén, rửa bát chén là ở đây, ở những cái ống nước bên này, những cái ống nước bên này, ở những cái chỗ này đều là ống nước em mình mua về để mà xả nước nhé cô chú ạ, xả nước trong phòng tắm, phòng vệ sinh. Rồi là bể phốt, bể phốt là ở dưới này, hai cây to to ở đây này. Bể phốt, phòng tắm mọi cái đều em mình đều mua hết về nhá. Nói chung là căn nhà đầy đủ hết, tất cả mọi cái rồi, không thiếu cái gì. Sinh hoạt đầy đều đầy đủ rồi. Còn thiếu giường, thiếu bàn ăn cơm thôi, cô chú. Còn bây giờ thì em mình cũng chuyện với gia đình rồi, em mình cũng xin phép để em mình đi về. Rồi là em mình truyền tải video cho cô chú anh chị mọi người để cùng nhau nắm bắt cũng như là được xem nhé cô chú ạ. Đấy, bây giờ thì cũng đã có nhà bếp rồi. Đấy, nhà rất là đẹp đấy, cô chú anh chị. Đấy, bây giờ thì sẽ nấu ăn ở đây hết. Đấy, các cháu nhỏ thì cũng có chỗ để mà sửa ấm, vì là bây giờ ở trên vùng cao ấy thì rất là lạnh, nên là có bếp thế này thì sẽ ngồi ở bếp rồi là ăn cơm ở đây thì sẽ rất là ấm áp nhé. Đấy, ấm áp tình thương đấy, cô chú. Vì là đun củi trong này rồi thì sẽ tỏa nhiệt rất là ấm, nên là gia đình nấu cơm xong rồi thì sẽ ngồi lại đây rồi là ăn cơm thì sẽ sửa ấm.
Nhưng mà hiện tại thì gia đình các cháu thì cũng chưa có cái bàn để ăn cơm, cũng lấy cái tấm ván ép để mà để bắt đũa như thế này rồi, không có cái chặn để bát cũng như là không có bàn ghế để ngồi nhé, không có, và giường ngủ thì vẫn chưa có. Nói chung là bây giờ mọi cái đều đầy đủ rồi, còn thiếu những cái em mình nói. Em mình cũng không giúp được gì, nhưng mà cũng mong cô chú anh chị, cô bác nào thương thì hãy giúp đỡ gia đình, rồi là liên hệ cho em mình để mà cho các cháu có cái bàn ăn cơm nhé cô chú. Còn anh nói này, bây giờ anh chuẩn bị đi về nhé. Anh chuẩn bị đi về nên là gia đình em cứ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ nhé. Vì là các cô chú Mạnh Thường Quân cũng như là quý khán giả mà theo dõi kênh của anh thì mọi người đều rất là mong muốn để cho gia đình em có căn nhà ở, rồi là có nhà thì phải biết giữ gìn sạch sẽ nhé. Ừ, rồi là không cho các cháu nhỏ về lên trên tường nhé, tường nhà không được vé lên nhé. Ừ, rồi là lát nữa là anh phải đi về rồi, một tí anh chiều anh sẽ lại vào đây nhé. Ừ, chiều anh sẽ lại vào đây để xem các anh em thợ lắp cửa làm xong rồi anh sẽ vào đây để mà chuẩn bị công khai tài chính mà ra giúp đỡ nhà em nhé. Ừ, tí đi lấy rau lợn rồi là cho lợn ăn nhé. Quan trọng là mấy con lợn ấy, cả cái tài sản rất là lớn đấy nhé. Ừ. Thì lúc trước thì cô Vũ Thị Đào và anh Vũ Việt Anh cũng có tài trợ lợn đấy cô chú, thì bây giờ thì rất là phát triển rồi. Em sang rồi, còn cái này nữa em vào đây. Cái tấm bạt này hiện tại ở trong là quần áo phải không? Có quần áo ở trong thì lát nữa em chọn hết ra những cái quần áo mình mặc thì mình để lại, những cái nào mà cũ quá, nhỏ quá không mặc là mình vứt đi thôi nhá, đừng có mặc nữa, và cũng như là đừng có để mà lộn xộn trong nhà, bởi vì căn nhà rất là đẹp như thế này mà chúng ta để những cái quần áo không mặc cứ treo linh tinh là nó không hay nhá, nó không giữ gìn, không vệ sinh tốt thì các cô chú sẽ không thương đâu nhá. Phải giữ gìn vệ sinh thật tốt rồi là các chú mới thương nhé. Ừ, thì một tí lấy quần áo đi gấp, sau đó lấy bạt này gấp vào gọn gàng cho anh nhé. Ừ. Rồi là những cái cửa sổ này thì các anh đấy khác tự vào làm, hiểu chưa? Ừ. Cô chú anh chị, bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, cũng như là cái đoạn video của em mình cũng rất là dài. Bây giờ em mình cũng đã đi hết một vòng căn nhà, cũng như là xung quanh nhà và những cái thiết bị dùng trong nhà như là phòng tắm, phòng vệ sinh, rồi là những cái ống nước thì cũng đã lắp hết rồi, và rất là tiện cho gia đình sinh hoạt trong căn nhà, mọi cái cũng có. Rồi là em mình rất là thích cái là phòng tắm, phòng vệ sinh là khép kín ở trong nhà luôn. Đấy, buổi tối các cháu nhỏ hay là các em phải đi tắm, đi ngoài thì không phải đi ra bên ngoài nhé, khép kín trong nhà nên là những cái lúc trời tối thì có thể đi luôn. Đấy, rất là tiện lợi. Đấy, mọi cái thì em mình cũng rất là nỗ lực cũng như là cố gắng hoàn thiện cũng như là thành công rất là tốt đẹp. Hiện tại thì những cái cửa sổ, cửa mọi cái đều có hết rồi. Đấy, thì những cái bức tường này thì cũng màu rất là đẹp nhé cô chú, màu rất là đẹp, mọi cái thì cũng rất là tốt đẹp rồi. Đấy, bây giờ thì em mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị trong nước và ngoài nước đã luôn đồng hành với em mình để mà giúp bà con khó khăn trên vùng cao, và em mình rất là mừng khi là đã hoàn thiện căn nhà cho các cháu mồ côi rồi. Đấy, các cháu mồ côi thì cô chú anh chị cũng thấy ngày trước em mình vào đây thì em mình rất là cố gắng, kênh rất là nhỏ thôi, không có Mạnh Thường Quân nhiều, nên là cũng vào đây được mấy tháng trời, dòng giá ở đây để chiến đấu với những cái khó khăn. Em mình thì cũng không nói ra cho mọi người biết. Đấy, em mình cũng đã vào đây để mà rất là cố gắng để mà kết nối, thì cũng rất là may mắn kết nối được với anh Vũ Việt Anh ở bên Úc. Thì anh cũng là một người Mạnh Thường Quân, giúp đỡ rất là nhiều hoàn cảnh ở trong nước, ở Việt Nam chúng ta rồi. Đấy, thì anh cũng kết nối với những Mạnh Thường Quân khác, rồi là những Mạnh Thường Quân khác cũng cùng nhau giúp đỡ nữa, nên là hiện tại thì cũng đã hoàn thiện căn nhà như thế này rồi. Đấy, em mình rất là cảm ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Đấy, bây giờ thì em mình cũng không đọc tên Mạnh Thường Quân được, vì là em mình cũng không biết tiếng Anh ấy, nên là đọc tên nhiều lúc thì cũng không rõ ràng. Đấy, thì khi nào thì em mình làm xong những cái cửa rồi là em mình kê khai tài chính, em mình sẽ nói tên tất cả Mạnh Thường Quân ra để cho mọi người cũng nhau biết nhé cô chú ạ. Bây giờ thì em mình cũng xin phép để em mình khép lại cái video tại đây.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những cái video tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Xin chào và xin hẹn gặp lại.